Hồ Con Rùa và giai đoạn chấn yểm Long Mạch ở Sài Gòn. Thiết kế chỉ mới ở trụ bê tông lớn cắm xuống hồ hình bát quái, Hồ Con Rùa quận 3 thành phố Hồ Chí Minh gắn liền với giai đoạn thần chấn yểm Long Mạch của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Hồ Con Rùa ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tên chính thức là Công trường Quốc tế, là nút giao thông của các tuyến đường như Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần. Xung quanh hồ tập trung rất nhiều hàng quán, quán bar, cà phê nên khu vực này luôn nhộn nhịp từ sáng đến khuya. Nguyên thủy, vị trí của Hồ Con Rùa vào năm 1790 là cổng thành Khảm Khuyết của Đại Thành Bát Quái, còn gọi là Thành Quy, được xây theo lệnh của vua Gia Long. Tuy nhiên, sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi vào năm 1833 đến năm 1835, vua Minh Mạng đã cho phát thành Thành Bát Quái và xây một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là Thành Phụng, hay còn gọi là Thành Gia Định. Vị trí cửa Khảm Khuyết trở thành một điểm ở ngoài thành và nối thẳng con đường ngoài mặt Tây Thành xuống bến sông, đường số 16, Catinat và bây giờ là Đồng Khởi. Sau khi chiếm được đường ở Sài Gòn vào năm 1859, người Pháp đã cho phá hủy toàn bộ thành Gia Định. Vào năm 1878, một tháp nước được xây dựng tại vị trí Hồ Con Rùa, ngày nay để phục vụ nhu cầu cung cấp nước cho ngư dân trong vùng. Đến năm 1921, tháp nước bị phá hoại và con đường được mở rộng nối dài đến đường Mayer, nay thuộc đường Võ Thị Sáu. Từ đó, vị trí này trở thành giao lộ của các tuyến đường như ngày nay. Cũng tại vị trí này, người Pháp cho xây một tượng đài ba binh sĩ bằng đồng với hồ nước nhỏ để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của người Pháp làm chủ chủ Đông Dương. Do đó, người dân thường gọi nó là công trường ba hình. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956 thì bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ, giao lộ cũng được đổi thành tên công trường chiến sĩ. Sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, địa điểm công trường chiến sĩ trở thành vòng xoay giao thông của đường Duy Tân, nay là đường Phạm Ngọc Thạch, và đường Trần Quý Cáp, nay đường là đường Võ Văn Tần, giao với Trần Cao Vân. Thời điểm xây Hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác, song có một số tài liệu cho là nó được xây vào năm 1965 đến năm 1967. Người thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Kỳ. Trong những năm 1970 đến năm 1974, Hồ Con Rùa được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trùng tu và chỉnh trang. Trong đó, có việc xây dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có rộng 5 bàn tay, xòe ra giống như các cánh hoa đón đỡ lấy một nhụy hoa. Công trình mới này có bao gồm vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100m, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát quái rác lớn với 4 đường đi bộ, xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm và hình tượng con rùa bằng hợp kim đội lên lưng bia đá lớn. Đó do đó mới có tên gọi dân gian là Hồ Con Rùa. Ban đầu, khu giao lộ này đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do, đến năm 1972 thì đổi tên thành Công trường Quốc tế. Tuy nhiên, vào đầu năm 1976, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Dù con rùa không còn, nhưng người dân vẫn quen gọi cách gọi cũ thay vì tên chính thức. Do có kiến trúc khá kỳ lạ, Hồ Con Rùa được gắn liền với giai thoại chấn yểm Long Mạch của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời thuật của tác giả Huỳnh Bá Thành trong cuốn sách Vụ án của Hồ Con Rùa trong nhà xuất bản Tuổi Trẻ 1982, có giai thoại truyền miệng kể là vào năm 1967, khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã cho mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại Dinh Độc Lập. Ông thầy phong thủy này khen dinh được xây trên Long Mạch, con rồng này có đầu nằm ngay Dinh Độc Lập, vì vậy Dinh Độc Lập còn có tên gọi là Phủ Đầu Rồng và đuôi rồng nằm tại vị trí Công trường Chiến sĩ. Tuy phát hưng vượng nhưng do đuôi rồng hay vùng vẫy nên sự nghiệp không bền, cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để chấn đuôi rồng không vùng vẫy, mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Thiệu đã nghe theo và cho xây dựng một hồ nước có hình bát giác, phỏng theo bát quái trận đồ, một biểu tượng phong thủy thường dùng để trấn yểm của người xưa, và cho đặt một con rùa lớn đúc bằng đồng ngay chính giữa hồ. Cũng vì thế, nhiều người cho rằng khiến trúc cáp tháp cao giống như hình một thanh gươm hoặc một cây đinh khổng lồ đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng, và khuôn viên hồ nước có hình bát quái, bên giữa có hình âm dương.